Đối với đạo Thiên Chúa, bất cứ ai muốn trở thành tín đồ Thiên Chúa đều phải trải qua phép rửa tội hoặc bí tích rửa tội. Trong gia đình theo Thiên Chúa giáo, trẻ em khi sinh ra đều nhận được phép rửa tội. Còn chú rể hay cô dâu nếu vào gia đình người theo Công giáo cũng phải trải qua phép rửa tội để được dự thánh lễ trong nhà thờ. Mới đây tại một giáo xứ ở thủ phủ Phoenix, tiểu bang Arizona, có cả ngàn người đã bị tuyên bố Phép rửa tội của họ không hợp lệ, vì thế họ cần phải quay lại nhà thờ để được rửa tội trở lại. Trên trang mạng của giáo xứ Phoenix, người ta đọc được một bài phân tích chi tiết liên quan đến bí tích rửa tội và các nguyên tắc cần tuân thủ để được chứng nhận là người nhận được phép rửa tội đúng đắn. Theo đó, có một vị linh mục cha Andres Arango từ hàng chục năm qua đã sử dụng sai một chữ trong bí tích rửa tội. Vì thế những ai từng nhận được phép rửa tội trước ngày 17 tháng 6 năm 2021, họ phải trở lại nhà thờ để được làm phép trở lại. Trong bí tích rửa tội, vị linh mục sẽ đọc câu: "Tôi rửa tội anh hay chị nhân danh Cha và Con và Thánh thần." Tuy nhiên trong suốt thời gian lên đến hàng chục năm trời, linh mục Andre Arango lại dùng từ chúng tôi thay vì tôi. Vì thế, trên nguyên tắc của giáo hội Công giáo, bí tích rửa tội đó xem như bị hủy, không được chứng nhận. Theo lời giải thích của giáo hội Công giáo, dùng chữ chúng tôi là sai, vì việc làm phép rửa tội không phải do một cộng đồng hay một nhóm người đứng ra đại diện cho tòa thánh để đưa con chiên vào với giáo hội. Thế nhưng phép rửa tội là do Chúa Giêsu thực hiện chỉ một mình ngài mà thôi làm phép rửa tội. Khi linh mục dùng chữ chúng tôi, điều đó không thể đại diện cho Chúa Giêsu được mà phải dùng chữ tôi đại diện cho Chúa làm phép rửa tội. Linh mục Andre Arango dùng chữ chúng tôi là sai và hành động sai trái này đã được linh mục thực hiện từ năm 1995 là lúc ông chính thức trở thành linh mục Phát ngôn viên của giáo sứ Phoenix cho biết số con chiên bị ảnh hưởng vì phép bí tích bị hủy lên đến cả ngàn người. Phải mất nhiều tháng trời để giáo sứ Phoenix điều tra khi nhận được báo cáo đầu tiên năm 2020. Và để bảo đảm nhà thờ thực hiện đúng với bí tích rửa tội, họ phải liên lạc với Tòa Thánh Vatican để được xác nhận là linh mục sử dụng chữ chúng tôi thay vì chữ tôi là sai. Con chiên cần được làm phép rửa tội trở lại. Đây không phải là lần đầu tiên một vị linh mục làm sai bí tích dựa tội. Năm 2020, linh mục tại giáo sứ ở Detroit, tiểu bang Michigan, giáo sứ Oklahoma City ở tiểu bang Oklahoma cũng đã sai sót trong việc sử dụng từ ngữ trong lúc làm phép rửa tội. Theo giáo luật của nhà thờ công giáo, người chưa được làm bí tích rửa tội không được dự lễ đón nhận mình và máu chúa hay bánh thánh, cũng như không phải là người thiên chúa giáo. Vì vậy, những người nhận sai bí tích rửa tội cần phải được quay lại nhà thờ làm phép lại và cũng theo giáo luật của nhà thờ Công giáo, rượu là biểu tượng của máu Chúa. Vì thế, nếu có vị linh mục nào sử dụng sữa để thay thế thì xem như thánh lễ đó không được chấp nhận. Riêng với vị linh mục Andre Arango, trước lỗi lầm này, ông đã xin từ chức ngày 1 tháng 2. Dù vẫn là linh mục, thế nhưng ông chỉ phục vụ công việc trong giáo xứ chứ không cử hành thánh lễ nữa. Hoàng Trọng Thụy từng trình cho đài Little Sài Gòn TV.